Nhiều ngày qua, nhân viên công ty trách nhiệm hạn một thành viên Vườn Thú Hà Nội tiến hành truy bắt con khỉ hoàng quậy phá tại bãi đỗ xe trong ngõ 76 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người dân khu vực ngõ 76 Duy Tân cho biết, con khỉ xuất hiện ở đây khoảng 2 tháng nay, trước đó rất ngoan, thường xuyên di chuyển trên những cành cây, khi đói thì chạy xuống về hè và người dân mang trái cây đến cho ăn. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, nó trở nên hung hãn, hay quậy phá và tấn công người, đặc biệt là phụ nữ. Nó còn tiểu tiện bừa bãi vào xe ô tô, bãi xe. Được biết đã có 2 người bị khỉ hoàng tấn công. Nhiều tài xế đến đây lấy xe phải nhanh chóng mở cửa để vào trong nhằm tránh bị khỉ cắn. Ủy ban dân phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành mời các nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn Thú Hà Nội về để truy bắt khỉ hoàng. Tuy nhiên đến lúc này, các nhân viên của vườn thú vẫn chưa bắt được. Gần đây nhân viên vườn thú đặt bẫy dụ con khỉ vào nhà dân để dùng vượt bắt nhưng bất thành. Ngoài ra sử dụng phương án thổi ống tiêu có mũi tiêm chứa thuốc mê vào con khỉ nhưng chưa thể tiếp cận. Trước đó Vườn Thú Hà Nội cho biết đã từng dùng thuốc mê để bắt chú khỉ này về nhưng mỗi lần mang ống tiêu để thổi thuốc mê là con khỉ này chạy trốn. Thường loài khỉ rất khôn và rất thân thiện với con người. Có thể đợt vừa rồi có nhiều người đuổi bắt nên theo bản năng nó thêm hung dữ và có sự đề phòng với con người. Vườn Thú Hà Nội sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong 2 đến 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người. Sau đó đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ về.